kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ viện cấy chỉ Hải Thượng Đàn Ông thực hiện ca cấy chỉ cho bệnh nhân Nguyễn Đức Tuấn mắc phổng địa đệm. Phổng địa đệm là thể nhẹ của bệnh thoát vị địa đệm. Thoát vị địa đệm xảy ra khi địa đệm bị phồng hoặc lồi ra sau, nơi có vòng sợi bị suy yếu. Lúc này, nhân nhảy vẫn còn nằm trong bao sơ, chưa bị lệch khỏi vị trí trung tâm nên không gây ra chèn ép dây thần kinh. Bệnh phổng địa đệm có thể xảy ra ở bất kỳ vị trí nào của cuộc sống. Tuy nhiên, phổng địa đệm có khoảng 90% trường hợp xảy ra ở vùng thắt lưng, phổ biến nhất là địa đệm nằm giữa các đốt sống L5, S1. Bệnh phổng địa đệm thường không có dấu hiệu cụ thể ở giai đoạn đầu. Về lâu dài, người bệnh cảm thấy một số triệu chứng khó chịu như đau tê ngứa gian ở vùng cổ, lan xuống cánh tay, bàn tay hoặc ngón tay, đau mỏi lưng, nhất là vùng thắt lưng, đau lan phía trên và phía trong đùi, tê yếu ngứa gian bàn chân hoặc ngón chân. Về nguyên nhân do tuổi tác. Theo thời gian, địa đệm dần trở nên khô cứng do mất nước, mất đi độ linh hoạt như ban đầu. Khi có bất kỳ tác động nào hay chèn ép nào, địa đệm bị phồng lên dễ dàng hơn. Tình trạng này thường gặp ở người trung niên và người cao tuổi. Do chấn thương. Những chấn thương ở vùng cột sống do té ngã, chơi thể thao, tai nạn nặng, giao thông tạo lên áp lực mạnh đột ngột lên cột sống, dễ gây ra hiện tượng phồng địa đệm. Do di truyền. Nếu cha mẹ có địa đệm suy yếu, do bất thường về cấu trúc thì con cái cũng có khả năng bị phồng địa đệm hoặc thoát vị địa đệm. Do vận động sai tư thế. Các tư thế hàng ngày như đứng khom lưng lâu, đứng nghiêng người, ngồi lâu, ngồi gục đầu hoặc ngửa cổ tác động xấu đến địa đệm, làm biến dạng cột sống. Do thừa cân béo phì. Cân nặng càng tăng khiến cho cột sống gánh thêm nhiều áp lực, ảnh hưởng xấu đến cấu trúc địa đệm. Do hút thuốc lá và uống rượu bia. Những chất kích thích có trong thuốc lá, rượu bia thường làm giảm khả năng tiếp nhận oxy và chất dinh dưỡng của địa đệm, khiến cho quá trình thoái hóa diễn ra nhanh hơn. Phồng địa đệm thường không gây nguy hiểm, nhưng nếu không có chẩn đoán đúng và điều trị sớm, lâu ngày người bệnh mang vác nặng, gặp chấn thương hoặc ảnh hưởng từ quá trình não hóa sẽ dẫn đến thoát vị địa đệm. Phương pháp cấy chỉ cắt hút vào huyệt đạo được coi là một cuộc cách mạng trong ngành y, mở ra một hướng đi mới trong điều trị các bệnh xương khớp, thoái hóa, thoát vị mà không cần dùng đến thuốc hay phẫu thuật, an toàn đối với mọi đối tượng. Hiện nay, Viện Cấy chỉ Hải Thượng Đàn Ông đã áp dụng thành công phương pháp này để điều trị các bệnh về xương khớp và thần kinh. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay, tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.